để những gì tiếp nối phải là những giá trị của thành công và hữu ích. Cha thay mẹ gói ghém việc nhà, mẹ thay cha gồng gánh gia đình, bà nội già yếu thì chờ ngày cháu thành công, và hai cháu đã luôn mang về sự ấm áp đền đáp công sinh thành dưỡng dục. Ngọc hãy luôn là cô sinh viên giỏi như thành tích em đã từng chinh phục, là học sinh giỏi cấp thành phố bậc trung học. Và Phú thì hãy tiếp tục tìm tới những đỉnh cao khác hơn, xa hơn trong rèn luyện và thi đấu chuyên nghiệp. Quá trình gian nan đã qua, được câu chuyện ước mơ tiếp sức, vậy thì không có lý do gì để chúng ta không có được những thành tựu mới trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng tất cả đều đã được đổi lấy từ sớm hôm chờ đời mà mẹ đã tảo tần góp nhặt. Hãy nhớ rằng ước mơ hôm nay được vun trồng và nuôi dưỡng là để ngày mai sinh sôi những kết quả tốt đẹp. Thêm một lần nữa, chúng ta gửi niềm tin đến gia đình này với những cầu chúc thành công. Hãy khởi đầu một ngày mới như đã có một kế hoạch từ trước. Thưa quý vị, như vậy là những cái món quà, là những tình cảm hết sức là tốt đẹp, và là sự hỗ trợ kịp thời để mà gia đình mình bớt những cái khó khăn. Và chúng ta đầy tin tưởng với những nỗ lực của bản thân từng thành viên trong gia đình. Và chúng ta cũng tin rằng là sẽ có một cái tương lai hết sức là sáng lạn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời tạm biệt đến quý vị. Chương trình của chúng tôi kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của công ty thép Bomina. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Hoạt động thế nào nhưng hay thật đấy. Công nghệ chống hâm hoàn hảo của Bobby Fresh với mặt đáy thoát ẩm độc đáo, đẩy hơi nóng ẩm ra ngoài, chăm sóc tốt nhất làn da bé. Tả giấy chống hâm Bobby Fresh cho từng khoảnh khắc bên con. Thắp lồng đèn đón Tết Trung Thu. Tận hưởng thu vàng chia sẻ tình thân. Trao quà tặng lễ, thay lời thăm chào. Nhà nhà sum vầy, ấm áp bên trăng. Tết Trung Thu, Tết của tình thân. Có một loại dầu ăn dinh dưỡng trẻ em, đó là Bio. Bio có gì đặc biệt làm con nhớ đến vậy? Dầu mè, dầu gớt, đẹp à. Bio, sản phẩm từ lòng yêu thương. Chào chị. Chị có biết vi khuẩn đang gia tăng không ngừng trong miệng mình không? Thiệt hả? Kiểm tra thử bằng máy quét răng miệng nha. Đó là vi khuẩn đang gia tăng. Nhưng tôi chảy răng mỗi sáng mà. Vậy hãy thử loại kem cao cấp hơn, Colgate Total, giúp chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Chị dùng Colgate Total rồi chứ? Chắc chắn rồi. Kiểm tra lại xem. Thiệt là hiệu quả. Đó là lý do bạn cần Colgate Total, bảo vệ chống sự gia tăng không ngừng của vi khuẩn suốt 12 giờ. Colgate, nhãn hiệu hàng đầu nha sĩ khuyên dùng. Giới thiệu LG Optimus, một chiếc touch smartphone chạy nền Android. Với 100.000 ứng dụng trên thư viện Android, bạn thỏa sức khám phá từng khoảnh khắc tuyệt vời. LG Optimus, tuyệt đỉnh ứng dụng, tuyệt vời giá mua. Thép Pomina, cùng chia sẻ ước mơ. Và tôi mơ mãi một ngày tìm nhân loại, và niềm vui sẽ tới với bao người đang cô quạnh trong câm lặng, không ai đói mong. Và tôi mơ mãi một ngày tình người sẽ ấm trong tim nhân loại, và niềm vui sẽ tới cho bao người sang những câu chuyện ước mơ.